Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em và các bạn thân mến. Sau một thời gian vắng bóng, hôm nay Lợi Minh đã trở lại, sẽ lợi hại hơn xưa. Rất là vui, mình đã trở lại với Facebook. Không có gì vui bằng. Thì rất tiếc là trong những ngày Tết vừa qua, Lợi Minh không có live stream và không có cùng tham gia với anh chị em các bạn trên không gian mạng để cùng nhau đón một mùa xuân rất là nồng ấm ở quê hương. Chào anh chị các bạn trong diễn đàn. Thì nói chung một cái mùa xuân ở quê hương năm nay rất là tưng bừng và náo nhiệt và nhộn nhịp. Một mùa xuân rất là đẹp, rất là vui. Thì hôm nay là bên có cái cơ hội để quay trở lại với anh chị các bạn trong cái diễn đàn. Nói chung thì cuộc sống bên ta ở xứ người thì nó vẫn bôn ba, người ta vẫn phải làm ăn, vẫn phải tất tần tật, nhưng ở quê nhà cái không khí của mùa xuân nó vẫn còn rất là vui. Không có nơi nào bằng cái ở quê hương của mình. Tết thì nói chung ở cái xứ Mỹ này nó cũng chẳng có cái gì gọi là Tết cả. Cái cuộc sống của người ta nó, cái văn hóa và nét sống của người ta nó không như ở Việt Nam. Nó không như nhiều người mà mình tưởng. Nói về cái Tết truyền thống ở cổ truyền ở quê hương thì phải nói là rất là tuyệt vời. Tôi thấy những cái năm tháng mà Tết, những cái năm vừa rồi nó không như những cái Tết cổ truyền năm nay. Cái Tết cổ truyền năm nay, cái Việt Nam, người dân Việt Nam họ ăn Tết đó, rất là sôi động. Đến nỗi mà cái cộng đồng thế giới họ chú ý, họ nhìn vào cái văn hóa của người Việt của mình ăn Tết. Họ đánh giá rất là cao. Tôi thấy rất là tự hào về cái Tết cổ truyền ở quê nhà. Và một số người họ là cho rằng cần phải bỏ cái Tết cổ truyền Việt Nam, thì tôi thấy cái đó là một cái sự sai lầm lớn, một sự sai lầm vô cùng lớn. Tại sao mà mình phải đi bỏ cái Tết cổ truyền, một cái nét văn hóa rất là đẹp của người Việt Nam mình, cả hàng ngàn năm nay mình đã có được. Các bạn biết là cái Tết cổ truyền ở quê hương của mình nó nhắc nhở những người tầng lớp con cháu biết nguồn, biết cội, biết ông, biết bà, biết tổ tiên. Uống nước thì phải biết nhớ nguồn. Cái hay là cái chỗ đó. Còn cái văn hóa của người Mỹ thì nó, cái Tết của nó chẳng có cái gì cả. Nó chỉ ăn những cái ngày lễ, hai cái ngày lễ lớn của nó là tháng 11 và tháng 12. Ngày 24, ngày 25 của tháng 11 và tháng 12. Còn Tết của nó thì nói chung là nó chẳng có cái gì hay cả. Tết của nó rất là buồn hiu, nó điều hiu lắm. Cái đêm 30 Tết thì cái đêm 30 giao thừa nó chỉ đúng có bông nhộn nhịp. Ở bên Mỹ người ta thức dậy rồi bắt đầu hết mùng 1 Tết. Nhưng mà mùng 2 nó gớt ngay hết cái ngày thì coi như là lễ hết. Hết cái ngày lễ. Họ chỉ nghỉ được một ngày thôi. Và họ lặng lẽ và cuộc sống nó trở lại bình thường. Còn ở Việt Nam mình cái Tết cổ truyền nó rất là đặc biệt. Nó nói là cái văn hóa của người Việt mình cực kỳ hay. Cho nên tôi thấy vì vấn đề mà một số người lại cho rằng cần phải bỏ cái Tết cổ truyền thì tôi thấy đó là cái sự sai lầm vô cùng. Ở cái quê hương của mình, cái Tết cái cổ truyền nó mang tính cách đặc thù văn hóa, cái truyền thống của người Việt. Các bạn biết ở bên Mỹ này thì cuộc sống của nó, nói đến Tết thì nó gần như là không có, nó chỉ nói New Year vậy thôi, trong tiếng Anh nó ở New Year vậy thôi, năm mới vậy thôi. Nó chúc Tết nhau, nhiều khi tháng 12 là nó đã bắt đầu chúc nhau rồi. Nó gọi là Happy Holiday, Happy New Year. Nó hay có cái câu tiếng Anh nó vậy đó. Chúc mừng lễ hay là chúc mừng năm mới, tháng 12 nó đã chúc mừng nhau rồi. Nó chúc mừng sớm rồi. Khi một tay Mỹ coi như là hết. Mà lại có nhiều người trong nước
lại có những cái tư tưởng là rồi bỏ cái Tết cổ truyền, thì tôi thấy đó đó là một cái sự sai lầm, sự sai lầm vô cùng đáng tiếc. Các bạn biết là ngay cả cái văn hóa của người Nam Hàn cũng vậy, người Nam Hàn là khi mà Nhật nó xâm lăng cái nước Nam Hàn thì nó xóa bỏ cái Tết cổ truyền của người Nam Hàn. Anh chị em các bạn biết sau này nó đánh được cái người Nhật rút ra rồi đó, nó trả lại cái sự tự do, cái sự cái trả lại cái nước Nam Hàn đó. Thì các bạn thấy cái người Nam Hàn họ cũng tranh đấu suốt mấy chục năm á, mà mãi đến năm 80 mấy tôi quên rồi, người Nam Hàn họ mới thực sự là phục hưng lại cái ngày Tết cổ truyền của họ. Đấy, họ lấy lại cái Tết cổ truyền của họ để họ giữ, bởi vì cái nét văn hóa Tết cổ truyền nó rất là hay. Ngay cả người Nhật các bạn biết, người Nhật nó bị cái tụi nó ăn theo cái tụi phương Tây, với lại cái tụi phương Tây đó, nó bỏ cái Tết cổ truyền, mà bây giờ ngay cả người dân Nhật đó, họ vẫn còn nói tiếc, họ tìm cách họ lấy lại cái ngày Tết cổ truyền nhưng mà vẫn không lấy nổi, tại nó bị đồng hóa. Những cái quốc gia mà tôi nói như Tư Bản, những quốc gia mà phát triển công nghiệp rồi đó, tụi nó chẳng có ăn Tết là gì cả, tụi nó chỉ bù đầu bù cổ làm ăn, còn những ngày lễ của nó vậy, những ngày lễ của nó chỉ mang tính cách gọi là kinh doanh thôi. Nó làm sao là nó marketing, làm sao là cho những cái người dân và cuộc sống của họ phải mua sắm rồi vướng vào trong những cái nợ, nó đánh vào trong đó. Còn cái Tết cổ truyền ở quê hương của mình, bà con người Việt của mình, cái nét văn hóa của người châu Á nói chung và người mình nói riêng đó, người Việt của mình đó, Tết cổ truyền thì mình lo làm ăn cả một năm trời tất tần tật, rồi bây giờ họ tranh thủ cuối năm làm sao cái cuộc trở về với cái mái ấm gia đình để có cái ngày Tết, họ tranh thủ với nhau. Cái hay là chỗ đó, mà lại có những người họ lại tuyên truyền hoặc rồi bỏ cái Tết cổ truyền, tôi thấy cái đó là một cái sự rất là sai lầm. Bởi vì cái mình là người châu Á, mình có những cái nét văn hóa rất là hay, mình cần phải giữ nó và mình cần phải làm cho nó hay hơn đó. Chứ mà chạy theo tụi phương Tây, chạy theo tụi Mỹ thì tụi đó nó là cứ lao đầu vào trong kinh tế rồi vật chất, toàn là chủ nghĩa vật chất, làm mở mắt ra là cái làm rồi cái cuối năm thì nó tìm cách nó làm cho người ta phải bị vướng vào trong nợ, rồi có phải chi đầu năm là bắt đầu phải làm, phải trả nợ, phải chi phí mọi thứ. Hello Carl, chào chị các bạn trong diễn đàn lần nữa nha. Các bạn thấy như tôi thấy bà Phạm Chi Lan, bà này là một cái người kinh tế gia nhưng mà phát biểu những cái câu rất là sốc, những cái câu rất là nó không có một cái tư cách của một cái người gọi là một người kinh tế gia gì hết, mà lại còn có những lúc tôi thấy bà ta còn lại cấu kết với lại những cái thành phần dân chủ cụi nữa. Những cái phát biểu của bà ấy nó làm sao đi đó, một người kinh tế gia mà những cái nhận định phải nói là rất là ấu trĩ, những tôi thấy rất là đáng tiếc. Cái tuổi của bà ta thì nên nghỉ hưu rồi lo cho con cháu thì nó hay hơn, mà lại có những cái tư duy đòi bỏ cái Tết cổ truyền như bà ấy nói. Ngay cả bà ta cho rằng là người Việt Nam sĩ diện cái về cái Tết cổ truyền, mà người Việt Nam của mình sĩ diện, cái đó là chuyện bình thường, cái nét văn hóa của người Việt của mình thôi. Hàng Mỹ nó cũng có những cái sĩ diện của nó, ai cũng có cái sĩ diện cả, là con người nói chung ai cũng có cái sĩ diện cả, và cái sĩ diện đó nó cao hay nó thấp thôi, chứ họ đâu phải là thần thánh gì đâu. Nhưng mà đã là một người chuyên gia về kinh tế mà lại nói những cái câu tôi thấy nó rất là kém hiểu biết, bà Phạm Chi Lan tôi thấy lấy làm đáng tiếc, với cái chữ gọi là một người
có trình độ, mà cái trình độ nó bị làm sao đi á. Phát biểu câu nào ra thì cũng bị người ta ném đá, thì thà là nên câm cái miệng còn tốt hơn. Mình lấy làm đáng tiếc những cái người mà lớn tuổi mà họ suy nghĩ rất là bảo thủ. Nhất là cái bà Phạm Chi Lan này, tôi nghe bà phát biểu nhiều câu nó đi ngược lại với cái thế giới đại đồng ngày hôm nay, với cái thời kỳ công nghệ 4.0. Thôi thì là Minh hôm nay lần đầu tiên live stream để chia sẻ với anh chị các bạn đề tài thứ nhất về vấn đề Tết cổ truyền ở quê hương và cái Tết ở xứ người. Tết ở xứ người thì nó không có nghĩa lý gì cả, nó không có gì cả. Mùng 1 thì một Tây Mỹ hay là một Tây ở Tây Phương nó chẳng có cái gì cả, nó chỉ nghĩ được có ngày lễ Tết đó thôi. Còn Việt Nam mình nó mang tính cách văn hóa khác nhau rất là nhiều, mình cần phải lưu giữ cái Tết cổ truyền đó để làm cho nó phong phú thêm cho những cái thế hệ sau, họ nhìn nhận càng lúc nó càng hay hơn. Mà mình đòi bỏ đi cái Tết cổ truyền thì tôi không hiểu nổi mấy ông mấy bà lão thành của Việt Nam mình lại có những cái tư duy quái đản như vậy. Xin chào anh chị các bạn ha nha, hẹn gặp sau. Mình sẽ nói chuyện những cái đề tài sắp tới. Bye bye.